Triều Tiên, nơi tự xưng là thiên đường trên trái đất thì nay đã bị vạch trần rõ bởi những người đào thoát. Có đó họ kể lại những di chứng hậu quả của vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Vậy vì sao rất nhiều người đã nhận ra sự thật và mong muốn trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này? Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Thưa quý vị, vừa rồi là những điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Triều Tiên, nơi tự xưng là thiên đường trên trái đất, sử dụng bộ máy tuyên truyền độc quyền để phát động phong trào tạo thần của mình, biến Kim Nhật Thành trở thành vị thần thép bất khả chiến bại. Kim Jong-un đã trở thành một anh hùng dân tộc huyền thoại. Thì nay, 5 người Triều Tiên do tin vào lời tuyên truyền thiên đường nơi hạ giới đã quay trở về nước này và phát hiện những lời tuyên truyền đều là lừa dối. Sau đó, họ cố gắng đào thoát đến Nhật Bản và tiết lộ sự thật trên phiên tòa lịch sử tại Tokyo. Nam Nguyên Đơn đã kiện chính phủ Triều Tiên vào năm 2018 và chờ xét xử kể từ đó. Sau nhiều vụ thử hạt nhân, Triều Tiên đã phải đối mặt với tình trạng các căn bệnh nan y và tử vong gia tăng. Những người đào tẩu từng sống gần khu vực thử hạt nhân của Triều Tiên tin rằng họ đang trải qua các triệu chứng phơi nhiễm phóng xạ và gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhiều cư dân sống tại khu vực thử hạt nhân Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyong bị nhiễm bệnh lao, viêm da do nước ngầm bị ô nhiễm phóng xạ. Bên cạnh đó, một loạt trận động đất nhỏ đã xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên. Các chuyên gia cho rằng sự bất ổn địa chất tại khu vực này là do những đợt thử nghiệm mà Bình Nhưỡng thực hiện trong quá khứ. Hậu quả của những vụ thử hạt nhân Triều Tiên. Thưa quý vị, Triều Tiên được cho là đã bí mật tiến hành 6 vụ thử hạt nhân tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri từ năm 2006 đến năm 2017. Punggye-ri nằm ở phía đông của nước này, từng được biết đến là nơi tiến hành các vụ thử hạt nhân duy nhất của Triều Tiên. Địa điểm này đã gây xôn xao dư luận cách đây vài năm sau khi nó phải đóng cửa. Lúc đó, vùng đất xung quanh bãi thử trở nên bất ổn và gây ra một trận động đất với cường độ 6,3 độ Richter. Một loạt trận động đất nhỏ đã xảy ra gần bãi thử hạt nhân bị đóng cửa của Triều Tiên. Sự bất ổn địa chất tại khu vực này do những đợt thử nghiệm mà Bình Nhưỡng thực hiện trong quá khứ khiến núi Mantak-gan bị nhiễm phóng xạ nặng. Katin Hitley, trưởng khoa khoa học và kỹ thuật hạt nhân thuộc Đại học bang Oregon, Mỹ cho rằng các vụ thử hạt nhân ngầm của Bình Nhưỡng đã khiến nguồn nước ngầm quanh bãi thử bị nhiễm phóng xạ. Làm một phép so sánh đơn giản, vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima ở Nhật Bản có lượng nổ 15 kiloton đã xóa sổ một khu vực rộng lớn 13 km², giết chết ít nhất 100.000 người. Vậy nên, vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ để lại hậu quả không nhỏ đối với cư dân sinh sống quanh khu vực thử nghiệm. Theo ông Frank Babian, một nhà phân tích đã nghỉ hưu của Mỹ, hoạt động địa chấn gây ra bởi các vụ thử hạt nhân không phải chuyện hiếm thấy. Tình trạng tương tự đã được ghi nhận tại các địa điểm thử hạt nhân lớn khác như bãi thử Nevada ở Mỹ và bãi thử Shima-Plantin của Liên Xô, nay là Kazakhstan. Bà Lee Jong-hwa, một phụ nữ trung niên người Triều Tiên, chia sẻ dù bà đang phải chịu những cơn đau kinh niên, nhưng điều này vẫn chưa thể so sánh với những gì đang diễn ra ở quê hương. Có nhiều người chết đến nỗi chúng tôi bắt đầu gọi nó là dịch bệnh mà. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân mọi người chết dần chết mòn là vì tình trạng nghèo khó và ăn uống kham khổ. Bây giờ chúng tôi mới biết đó là do phóng xạ. Bà Ri Gong-sin kể lại rằng hàng xóm của bà gần bãi thử Punggye-ri từng sinh ra một đứa trẻ dị dạng. Chúng tôi không thể xác định giới tính của đứa bé vì nó không có bộ phận sinh dục. Tại Triều Tiên, trẻ sơ sinh dị dạng thường bị giết. Cả bà Lee và bà Ri Jong-sil, một người Triều Tiên đào tẩu khác, đều nói rằng họ không biết Triều Tiên đã thử hạt nhân trong vòng nhiều năm. Họ không chú ý tới những cơn địa chấn và chỉ phát hiện ra sự thật sau khi đào tẩu khỏi quê nhà. Ông Kim Jong-bok, người đến Hàn Quốc vào năm 2011, cho biết trước khi bãi thử hạt nhân được xây dựng, người dân địa phương hàng ngày đến Nam Daejeon từ Punggye-ri để lấy nước uống. Tôi không biết khi nào, ngày càng có nhiều người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp, số lượng bệnh nhân lao và viêm da tăng lên. Một báo cáo nghiên cứu cho biết chất phóng xạ từ bãi thử hạt nhân Punggye-ri có thể đã lan tới 8 quận và thành phố gần địa điểm thử hạt nhân, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Dòng nước ngầm cần thiết cho sinh hoạt và hơn 1 triệu cư dân Triều Tiên cũng bị ô nhiễm phóng xạ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO cho biết, phóng xạ có thể làm giảm chức năng của các mô và cơ quan cơ thể tùy theo mức độ tiếp xúc. Ở mức độ thấp, nó có thể gây ra nguy cơ ung thư. Thì ra thiên đường tại hạ giới của Triều Tiên là đây. Từ năm 1959 đến năm 1984, khoảng 93.000 người Hàn Quốc và Nhật Bản đã di cư từ Nhật Bản đến Triều Tiên, theo cái gọi là kế hoạch quay trở lại do chính phủ Triều Tiên quảng bá là mảnh đất thiên đường hạ giới, đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như lương thực, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại thông qua tổ chức ủng hộ Bình Nhưỡng, Nhật Bản, gọi tắt là Jongryong. 5 người Hàn Quốc ở Nhật Bản trước đây đã theo phong trào trở về Triều Tiên sau khi biết sự thật họ đã đào thoát khỏi đây. Sau đó, một vụ kiện chống lại Triều Tiên đã được đệ trình tại Hàn Quốc. Nguyên đơn trong vụ án này cho rằng chính phủ Triều Tiên khuyến khích người Triều Tiên ở Nhật Bản, phần lớn là người gốc miền Nam Triều Tiên, thu hút đồng bào về nước bổ sung lao động. Mặc dù những người tham gia chương trình nhanh chóng phát hiện ra rằng những lời hứa của chính phủ Triều Tiên là sai lầm, nhưng họ thường bị cấm quay lại Nhật Bản. Anh Lý Thái Quý, một trong những nguyên đơn chỉ ra rằng khi đến Bắc Hàn, anh rất ngạc nhiên nhận ra mình cách thiên đường bao xa. Lúc đó, anh mới 8 tuổi, anh đã cảm thấy mình đã đến nhầm chỗ và nhấn mạnh rằng mình đã bị Triều Tiên lừa. Bà Iko Kawasaki, 81 tuổi, là một trong những nguyên đơn trong vụ kiện tại Tòa án Nhật Bản. Bà là người Hàn Quốc gốc Nhật Bản tham gia phong trào trở về khi mới 17 tuổi và quay lại Nhật Bản vào năm 2003. Bà đã kể lại câu chuyện cuộc đời của mình trên phiên tòa. Từ khi tàu đưa người Hàn trở lại Triều Tiên cập cảng Cheongjin, bà nhìn thấy người dân địa phương đều gầy gò và hốc hác để nhận ra mình đã bị lừa dối. Hầu hết những người trở về đều làm việc ở hầm mỏ hoặc nông thôn. Nếu tỏ ra không hài lòng, sẽ bị coi là gián điệp và một số người thậm chí có thể mất tích vì điều này. Một nguyên đơn khác là bà Saito Hiroko, 82 tuổi, cũng thuộc loại này. Bà cùng người chồng Triều Tiên khi mới 20 tuổi và đã ở lại Triều Tiên 40 năm. Bà Saito đào thoát khỏi Triều Tiên và trở về Nhật Bản vào năm 2001. Bà kể rằng, sau khi xuống tàu, một số người bắt đầu hét lên, cho tôi về Nhật Bản đi, nhưng đã quá muộn và mọi người đều hiểu ra mình đã bị lừa. Điều chờ đợi họ là một căn hộ không có phòng tắm, chỉ có khẩu phần ăn ít ỏi. Sau đó, chồng bà qua đời vì bệnh lao, nhưng họ không được phép rời khỏi Triều Tiên. Bà cho biết, bà đã nhìn thấy địa ngục thực sự tại Triều Tiên. Sau khi những người này đến Triều Tiên, điều chờ đợi họ là sự cưỡng bức phân bổ nơi ở và nghề nghiệp. Hầu hết họ bị buộc phải làm việc, đối mặt với sự phân biệt giai cấp và vi phạm nhân quyền. Vì không tin tưởng họ nên Bắc Triều Tiên xếp họ vào loại tầng lớp thù địch và cáo buộc họ là các thành phần gây phiền toái và gián điệp của đế quốc Nhật Bản. Nhiều người trong số họ bị đưa đến các trại cưỡng bức dành cho tù nhân chính trị. Họ đã chết hoặc hiện ở đâu vẫn chưa được biết đến sau khi chịu đựng sự tra tấn khắc nghiệt và lao động khổ sai. Các tầng lớp xã hội ở Triều Tiên được chia thành 3 loại, xuất phát dựa trên lòng trung thành với Kim Il-sung, đó là giai cấp cốt lõi, giai cấp lao động và giai cấp thù địch theo cấp bậc của họ. Những người bị xếp vào giai cấp thù địch không được vào đảng, vào quân đội, học lên cao. Hơn nữa, việc di chuyển giai cấp cũng không được, dù có năng lực cũng khó mà đứng lên được. Vì vậy, nhiều người Triều Tiên đã chọn cách chạy trốn khỏi Triều Tiên vì bị mắc kẹt trong các tầng lớp xã hội. Vì sao rất ít người có thể trốn thoát khỏi Triều Tiên? Thưa quý vị, nhìn chung thì việc đào tẩu khỏi Triều Tiên là không hề dễ dàng vì quốc gia này có nhiều điều kiện địa lý không thuận lợi và đây cũng là thách thức đầu tiên mà người dân phải vượt qua nếu muốn rời khỏi nơi đây. Triều Tiên với diện tích 12.530 km2 nhưng lại có tới 80% lãnh thổ là đồi núi và cao nguyên. Trong đó, những dãy núi cao thường tập trung ở giữa và chạy dọc theo hướng Bắc Nam và bị chia cắt mạnh bởi các đường thông đạo hẹp sâu. Vì vậy, việc tiếp cận các khu vực biên giới trở nên khó khăn và có phần mạo hiểm. Tuy nhiên, nhiều người cũng bất chấp những thử thách này và họ sẵn sàng vượt qua để có thể rời khỏi Triều Tiên. Theo dữ liệu từ Hàn Quốc, thì ở hầu hết các địa phương của Triều Tiên đều có người đào thoát. Đa phần, những người đào thoát sẽ chọn đích đến cuối cùng là Hàn Quốc. Tuy nhiên, để đến được quốc gia tự do này là một điều không hề dễ dàng. Bởi vì, khu vực được cho là đường biên giới với Hàn Quốc là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Nơi đây luôn túc trực những người lính biên phòng của Triều Tiên và Hàn Quốc.
những người lính này được quyền xử lý bắn những ai cố tình vượt qua biên giới mà không cần cảnh báo trước. Thêm nữa, trong khu vực phi quân sự này cũng được giải đầy những bãi mìn. Để có thể thoát khỏi Triều Tiên, người dân cần phải vượt qua các bãi mìn và hành trình lênh đênh trên biển. Ông Kim đã hoàn thành cuộc đào thoát tưởng chừng như bất khả thi trên biển cùng gia đình 6 người. Ông Suu Kyi Park thuộc nhóm đào tẩu ở Triều Tiên cho biết việc ông Kim trốn thoát rất hiếm vì nhiều lý do. Những cuộc vượt biên này đòi hỏi phải lên kế hoạch cẩn thận, lòng dũng cảm đáng kinh ngạc và có được may mắn để thành công. Bởi vì chắc chắn còn nhiều người Triều Tiên đã thử cách này nhưng thất bại. Mục sư Stephen Kim của Missionary, tổ chức giúp người Triều Tiên đào thoát qua Trung Quốc, nói thêm rằng những người duy nhất có thể đào tẩu hiện nay là những người giàu có và có quan hệ rộng. Khoảng 1.000 người vượt biên Triều Tiên đến Trung Quốc mỗi năm, nhưng 4 năm qua chỉ có khoảng 20 người thành công vượt biên và chỉ có 4 người trong số họ được đến Hàn Quốc. Vào tháng 10 năm 2023, Trung Quốc đã gửi 600 người đào thoát khỏi Bắc Hàn trở lại Triều Tiên. Dưới thời Chủ tịch Kim Dong-in, thì ban đầu những người đào thoát sau khi hồi hương sẽ bị coi là tù nhân chính trị và bị đưa đến các trại tù chính trị. Nhưng vì số lượng người đào thoát bị bắt lại khá lớn, sau đó họ được phân làm hai loại. Loại thứ nhất là những viên chức binh lính hay những người có học thức cố gắng đến Hàn Quốc nhưng bị bắt lại. Những người này thường sẽ bị coi là tù chính trị. Còn loại thứ hai là những thường dân chỉ muốn trốn thoát để tìm việc làm hoặc mưu sinh thì khi trở về Triều Tiên, họ sẽ bị đưa đến những trại lao động khổ sai theo hình phạt có thời hạn và được thả ra. Tuy nhiên, kể từ khi lãnh đạo Kim Jong-un lên kế vị, thì những người đào thoát đều bị đưa thẳng đến những trại tù chính trị với những chính sách trừng phạt nặng hơn, có thể chịu án tử hình và những người thân của họ cũng sẽ nằm trong diện bị giám sát. Bên cạnh đó, chính quyền Bình Nhưỡng cũng ngăn chặn làn sóng đào tẩu tại biên giới bằng hàng rào điện, dây kẽm gai và thiết lập lực lượng biên phòng dày đặc ở đây. Đồng thời, các lực lượng an ninh Triều Tiên đã chủ trương dò sóng điện thoại di động tại khu vực biên giới và thành lập các đội tuần tra về thiết bị dò sóng điện thoại. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn huy động một số điệp viên tập trung ở các khách sạn thuộc địa phận Trung Quốc nằm ven biên giới Triều Tiên để sẵn sàng bắt những người đào tẩu đang lưu trú ở đây, khiến cho việc đào thoát khỏi Triều Tiên ngày càng khó khăn hơn. Vậy nên, hiện tại rất khó để biết được tình huống người dân Triều Tiên tương lai sẽ đào thoát ra như thế nào. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật và tiết lộ những bí mật phía sau các cuộc đào tẩu của Triều Tiên trong bản tin tiếp theo. Đặng Hiểu, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.